Thật là nhiều điều tuyệt vời. Nga xin được giới thiệu, Nga tên là Nguyễn Khánh Nga. Nga là người Hà Tĩnh và Nga đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Nga rất là tự hào khi được gọi rằng là mình là một tư vấn viên của tập đoàn Savaria Grenet. Và hạnh phúc của Nga hiện nay đó là Nga đã có cho mình một đồng đội để cùng đồng hành và chinh phục những cái điều rất là tuyệt vời tại tập đoàn Savaria. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cuốn sách làm cách nào để xây dựng một hệ thống kinh doanh theo mảng sản sinh lợi nhuận, và chúng ta đã đi được 3 chương. Chương thứ nhất đó là những cái điều kiện tiên quyết cho thắng lợi của bạn, và chương thứ hai đó là những cái điều mà bạn cần biết đầu tiên trong ngành MLM. Thứ ba đó là những cái nguyên tố để chúng ta lựa chọn một cái công ty phù hợp cho mình. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang chương 4, đó là chương để thành công bạn cần phải có một hệ thống. Xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta cùng đọc sách. Chương 4, để thành công cần phải có một hệ thống. Vào những năm 70, hình thức kinh doanh nhượng quyền đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kinh doanh. Khái niệm đã từng là đề tài còn tranh cãi lúc bấy giờ là công ty mẹ đưa ra kế hoạch kinh doanh, bao gồm lựa chọn địa điểm, các nguyên tắc làm việc, những đòi hỏi đối với sản phẩm và việc đào tạo công nhân. Nó thể hiện kiến thức hiểu biết, kinh nghiệm cũng như một hệ thống hoàn thiện về đầu tư và chi trả phần trăm hoa hồng cho việc bán hàng. Người được nhượng quyền kinh doanh phải trả phần trăm từ thu nhập của mình, nhưng đồng thời anh ta có rất nhiều cơ hội để thành đạt trong kinh doanh. Những nghiệp vụ kinh doanh này được gọi là kiểu chìa khóa cho nói cách khác, tức là bạn chỉ việc bàn chìa khóa và mở cửa bước vào kinh doanh. Trong kinh doanh có những thủ tục cần phải giải quyết dần dần từng bước một, từ những chi tiết đơn giản nhất, sử dụng loại quen hút nào, đến những việc phức tạp nhất, phải bố trí các dụng cụ nhà bếp ra sao cho có hiệu quả. McDonald's tất nhiên là một ví dụ tuyệt đỉnh vô song. Bạn thử rẽ vào bất kỳ một cửa hàng nào ở bất kỳ đâu vào lúc 7 giờ tối, bạn sẽ gặp một công nhân tuổi chừng 19 đến 20, vừa qua tuổi thiếu niên. Rất có thể là anh chàng 19 tuổi này có một người mẹ, bà không cho phép cậu đi lại bằng xe Volvo của bà vì bà không tin tưởng cậu. Nhưng đồng thời, chính chàng thanh niên 19 tuổi này đang đảm nhiệm xuất sắc chiến dịch bán hơn 3 triệu đô la một năm. Như thế, bí quyết là ở đâu? Ở hệ thống. Đó là một trong những hệ thống đầy đủ nhất, đặc biệt nhất và đã được kiểm nghiệm nhất trong tất cả các hệ thống có trên đời. Hệ thống này có khả năng biến một cậu thiếu niên 15 tuổi thành một người làm việc hiệu quả. Từ 1 đến 3 mẫu sản phẩm để trong túi này, từ 4 đến 6 mẫu sản phẩm để trong túi cỡ khác. Kia là loại giấy ăn bạn dùng, kia là cửa hàng bạn mua chúng. Còn đây là một ngày trong tuần bạn đặt mua chúng. Còn đây là ngày bạn sẽ nhận chúng. Có thể nói trong quân đội cũng vậy, những chàng trai 18 tuổi điều khiển các máy bay phản lực đáng giá hơn cả tổng sản phẩm quốc dân của một số nước đang phát triển, nhưng luôn có sự kiểm tra trước khi bay, trong khi bay và sau khi bay, kiểm tra chỉ vì kiểm tra mà thôi. Kiểu hệ thống này tạo ra một bước nhảy vọt trong thông số thành công của các công ty mới khởi nghiệp. Bây giờ cũng như trước, những người nhường quyền thành đạt nhiều hơn những doanh nhân truyền thống. Vào những năm 70, người lái xe tải và là người vận chuyển bia từ Bắc California đã tạo ra một bước ngoặt trong hệ thống ngành công nghiệp kinh doanh trong hàng. Việc đó xảy ra sau khi người lái xe này tên là Jeter Jr. trở thành thành viên của tập đoàn Quay. Mặc dù tập đoàn này đã tồn tại nhiều năm, nhưng thành viên của công ty chỉ là một vài thương gia bán lẻ gần rồi, gõ cửa từng nhà mời mua sản phẩm. Jeter đã thấy khả năng đó thì mạng lưới kinh doanh. Thời điểm đó, tập đoàn Amway không có hệ thống thực sự để làm cho mạng lưới trưởng thành và phát triển. Hệ thống của tập đoàn chỉ là việc mua bán lẻ. Bản năng sống còn của Jeter thì khôn nghiệp vụ đã giúp ông và vợ ông là Petri thành lập được hệ thống nhân rộng cho tổ chức. Nhưng bắt đầu tạo dựng hệ thống của mình chỉ bắt đầu ở đây. Năm ngoái, tổ chức của ông với hàng trăm nghìn phân phối viên trên toàn thế giới đã tổ chức bán lẻ hàng hóa trên lên tới vài tỷ đô la. Khánh ơi, Khánh Nga bật lại cái Khánh Nga ơi.
bạn Dung nào đấy tắt mic đi cái. Hoàng Dung. Ừ, tôi đang hoàng. Chị ơi, chị chuyển đồng gì gì em hỗ trợ chị tắt mic. Chị đang tắt mic của bạn Hoàng Dung mà bạn cứ tắt bạn bật liên tục. Cho bạn Dung ra ngoài, cho vô phòng trường. Rồi em Thành Nga đọc tiếp nhé. Những phân phối viên khác của Amway, những người nổi tiếng trong số họ là Bill, Crabtree, Ron, đã nói theo gương của những người này, việc phân phối là đặc trưng đầu đẳng của sức mạnh của hệ thống được sao chép và của thu nhập suốt đời do hoa hồng mang lại. Mục đích của bạn là tìm ra tổ chức có hệ thống được sao chép hoàn hảo. Như tôi đã nhận xét, vấn đề sẽ đơn giản đi rất nhiều khi công ty tạo cho bạn một kết cấu cơ sở. Bạn chỉ còn cần áp dụng nó với hạn chế tối đa những sai sót vào nhánh người mà bạn đỡ đầu. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nghiên cứu khái niệm hệ thống và tại sao nó lại quan trọng đối với bạn như thế. Hệ thống phải mô phỏng và giải thích toàn bộ quá trình làm việc một cách đầy đủ. Phân phối viên phải làm theo hướng dẫn, bắt đầu từ vấn đề phải tìm những người có triển vọng ở đâu, phải tiếp xúc với họ như thế nào, phải đỡ đầu họ ra sao, hướng dẫn họ đạt được cấp bậc cao trong kinh doanh như thế nào. Để những điều tôi trình bày được đơn giản, dễ hiểu hơn trong cuốn sách này, tôi sẽ sử dụng cụm từ cấp bậc cao. Thuật ngữ này dùng để nói về những người đạt thứ hạng cao trong sơ đồ trả thưởng của bạn, cũng có nghĩa là những người trở thành giám đốc kim cương, những phó chủ tịch hay những điều phối viên. Cách biểu hiện này xuất hiện vì sao? Vì sau khi đạt được cấp bậc cao, những phân phối viên sẽ nhận được những chiếc huy hiệu đặc biệt. Mỗi cấp bậc trong quá trình này phải được đánh dấu và giải thích rõ ràng cho phân phối viên vào thời điểm thích hợp nhất. Chú ý, kiến thức mà bạn có được qua cuốn sách này là hệ thống của riêng tôi. Nếu bạn tìm thấy sự khác nhau giữa những gì tôi nói và những gì bạn đang làm hiện nay, thì bạn hãy hỏi ý kiến người đỡ đầu của bạn trước khi thay đổi một cái gì đó. Bước thứ nhất, cách tiếp cận ban đầu. Đây là bước xác định xem người trước mắt bạn là ai, là người ngẫu nhiên hay một nhà phân phối đầy tiềm năng. Điều đó có thể làm rõ nhờ những câu hỏi định vị hoặc kết hợp với dữ liệu ban đầu. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề đó một cách sâu hơn ở phần nói chuyện với mọi người như thế nào. Cách tiếp cận ban đầu xác định một loạt phương thức trước khi bắt đầu tiếp cận. Nói cách khác, bước này sẽ giúp bạn xác định xem có nên tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo hay không. Bước thứ hai, buổi giới thiệu, hãy nhìn đầu tiên. Ở đây bạn giới thiệu ngắn gọn những cơ hội, kể cả mô tả sản phẩm. Thường thì việc đó diễn ra trong không khí, một chọi một, ở một nơi yên tĩnh. Ví dụ như trong nhà bếp của ứng cử viên hay trong tiệm cà phê. Nếu bạn là người mới, tốt nhất là hãy đề nghị người đỡ đầu của bạn cũng có mặt trong buổi giới thiệu. Nếu bạn tổ chức buổi giới thiệu cho cả một nhóm người trong phòng khách nhà bạn, thì bạn cũng nên làm như thế. Cuối buổi giới thiệu, ứng cử viên cần phải nhận tài liệu của bước thứ hai, tập tài liệu của công ty, được biết như là tài liệu giao về nhà. Mỗi phân phối viên cần phải được giải thích rõ ràng ở bất kỳ cấp độ nào. Bộ tài liệu này đều phải bao gồm những tài liệu tương tự nhau. Bước thứ ba, giới thiệu đầy đủ. Trong trường hợp này, ứng cử viên có mặt trong buổi giới thiệu đầy đủ. Thường thì đây là cuộc họp có nhiều người, được tiến hành trong nhà hay khách sạn. Mặc dù việc này cũng có thể tiến hành theo kiểu một chọi một. Lần này mọi người có kỳ vọng cần được nhận tập tư liệu đặc biệt, tập tài liệu với thông tin tiếp theo. Bước thứ tư, quá trình tiếp theo. Bước này có sự có mặt của người có kỳ vọng trong cuộc giới thiệu khác có quy mô lớn hơn nữa. Ví dụ trong cuộc họp công khai ở khách sạn lớn, hoặc anh ta lại được nhận một tập tài liệu thông tin với yêu cầu đi đến quyết định, bạn hãy hỏi ý kiến người đỡ đầu của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, tập tài liệu thông tin với tất cả các thể thức cần phải đồng nhất cho mỗi phân phối viên ở bất kỳ cấp bậc nào. Bước thứ 5, ký hợp đồng. Bước này chỉ có thể được thực hiện trong trường hợp nếu ứng cử viên đồng ý và sẵn sàng trở thành phân phối viên. Chú ý, đôi khi điều đó có thể xảy ra ở bước thứ 2 trong buổi giới thiệu hoặc ở bước thứ 3, có khi ở bước thứ 4, mỗi ứng cử viên có triển vọng đều có cấp độ riêng. Có điều rất quan trọng là nếu ứng cử viên sẵn sàng tham gia vào tổ chức ngay từ bước thứ 2, như thế thì rất tuyệt vời. Chúng ta vẫn phải giới thiệu cho anh ta hoặc cô ta những thông tin cấp bậc tiếp theo để giữ tính chất toàn vẹn của hệ thống.
cũng như tất cả các bước trên, quá trình ghi chép cần phải được giải thích một cách cẩn thận, kỹ càng từng bước một. Bạn đã được đào tạo như thế nào thì người ở tầng thứ 25 xa tắt mù khơi trong màng lưới của bạn cũng sẽ phải được đào tạo như vậy. Năm bước này là nền tảng cho hệ thống của bạn. Chương trình mà bạn tham gia không quan trọng, quan trọng là quá trình của những chương trình khác nhau là đồng nhất. Như vậy, bạn phải bàn với người đỡ đầu của bạn về một số điểm. Những bước tiếp theo có thể sẽ khác nhau phụ thuộc vào chương trình. Những bước đó bao gồm việc điều khiển tổ chức và sự phát triển tư chất của người đứng đầu. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này hơn trong phần chiều sâu của quá trình tạo dựng và chiến lược về thủ lĩnh. Ở hai chương này, chúng ta sẽ cùng xem xét đặc trưng của năm bước đầu tiên cũng như là phần còn lại của hệ thống của tôi. Nhìn một cách tổng thể, bạn hình dung hệ thống ở dạng của một quá trình liên tục và hoàn chỉnh mà bất cứ một người nào muốn tham gia vào tổ chức của bạn, chẳng hạn như một bác sĩ hay một cô bồi bàn, một tiến sĩ y khoa hay một sinh viên bị đuổi học vì lịch học đuối, đều có thể làm theo được. Điều đó cũng có nghĩa là bạn phải sẵn sàng bay tới thành phố xa cách chỗ bạn ở 3.000 dặm và làm việc với người ở tầng thứ 50, người mà bạn chưa bao giờ gặp trước đây, và dạy cho họ những nguyên tắc và các đặc trưng của kinh doanh theo mảng mà họ đã nghe được từ những người ở tầng thứ 49 của bạn. Tại sao việc đó lại quan trọng đến thế? Vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là vì lợi ích của bạn. Thứ hai, đó là vì lợi nhuận cho tổ chức của bạn. Hãy cho phép tôi giải thích để bạn hiểu. Nguyên nhân tại sao hệ thống rất quan trọng đối với bạn là nó làm thu nhập kiểu bản quyền từ tổ chức của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có một hệ thống nhịp nhàng, bạn và sự tham gia của bạn sẽ không còn quan trọng như thế nữa đối với quá trình. Khi không có bạn, hệ thống vẫn tiếp tục độc lập hoạt động. Phần lớn những người, thậm chí là những người đạt nhất trong kinh doanh theo mảng cũng không có hệ thống của riêng mình. Họ thành đạt bởi họ đã tạo dựng được một màng lưới nhờ khiếu bán hàng của mình, nhờ năng khiếu tổ chức các cuộc họp lớn hoặc nhờ sức lôi cuốn của mình. Họ gửi đi 20 tấm thiệp mừng trong một ngày. Họ gọi điện cho các cộng tác viên của mình một ngày 5 lần. Họ luôn có mặt trong các cuộc họp. Họ bị biến thành những cỗ máy đỡ đầu suốt ngày đêm. Tôi biết một người mà một ngày anh ta ký được 30 người vào mạng lưới của mình. Những người này đỡ đầu cho hàng trăm phân phối viên một năm để thay thế cho hàng trăm phân phối viên khác là bỏ đi. Họ tham gia phát biểu tại những cuộc họp của công ty. Họ ở nhà lầu, đi xe hơi, họ kiếm được nhiều tiền. Nhưng đổi lại, họ không được sống một cuộc sống tự do theo ý mình khi luôn phải chuẩn bị cho tương lai. Trước đây khi họ đã từng làm nô lệ cho các ông chủ, còn bây giờ họ biến thành nô lệ của kinh doanh. Những việc mà những người này làm rất có hiệu quả. Vấn đề ở chỗ những việc họ làm không được nhân rộng. Họ làm việc vất vả, họ muốn được tốt hơn, nhưng cách xây dựng doanh nghiệp của họ người bình thường không thể bắt chước được. Khi đạt được một chút thành công, có thể là họ kiếm được tiền trong kinh doanh theo mảng nhiều hơn tiền kiếm được trong công việc trước đây. Nhưng dẫu sao họ cũng đang bị ràng buộc. Tồi tệ hơn, họ không thể cho người khác biết phải khôn khéo thoát khỏi cảm bẫy như thế nào, vì chính họ đã rơi vào bẫy đó. Khi đã lập ra được một hệ thống hoàn chỉnh có thể được nhân rộng, bất kỳ nào, dù là người quảng giao, sời lời hay người kín đáo, khiêm tốn đều có thể làm kinh doanh theo mảng được. Một tiên đề rất quan trọng nhất trong kinh doanh cần ghi nhớ, đó không phải là cái đó có thuần chèo mát mái hay không, mà là cái đó có khả năng được sao chép hay không. Cho phép tôi dẫn ra một ví dụ. Giả sử để ký được các phân phối viên mới, bạn đã phải quảng cáo trong giải siêu cúp về bowling và bạn ký được 10.000 phân phối viên trong một đêm. Nhưng bao nhiêu người trong số họ có thể trả 1,5 triệu đô la cho tờ quảng cáo ở giải cúp này? Có thể chỉ một hoặc hai người mà thôi. Và họ sẽ làm gì trong thời gian giải giữa giải siêu cúp này và giải siêu cúp sau? Chẳng làm gì cả. Bạn ký được phân phối viên cho mình như thế nào thì họ cũng sẽ ký được phân phối viên cho mình y như thế. Tất nhiên, kịch bản này đã được thực hiện thành công, tức là đã ký được 10.000 thành viên mới, nhưng khó có thể dừng lại bộ kịch này một lần nữa. Hệ thống sao chép bảo vệ những người mới của bạn khỏi chính họ, và đây là lý do. Giả sử bạn ở công ty Charlie và là người đỡ đầu cho một bác sĩ, anh ta nghĩ rằng sản phẩm này vừa có lợi ích vừa bổ dưỡng, nó sẽ giúp tất cả các bệnh nhân của mình sẽ dùng nó trong thời gian điều trị. Và điều đó diễn ra suôn sẻ, nhưng không được tái lập. Theo kịch bản này, anh bác sĩ của chúng ta có thể bán số lượng lớn sản phẩm, nhưng anh ta không thể xây dựng được mạng lưới kinh doanh quá 3 tầng vì lý do như sau.
Kể cả nếu anh ta nói chuyện với mọi người về kinh doanh thì 99% trong số họ không bao giờ quan tâm đến điều đó. Trong tiềm thức, thậm chí nếu kinh doanh có xuất khẩu hút mạnh bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng sẽ nghĩ rằng để tiến hành kinh doanh, lúc đầu họ phải trở thành bác sĩ, điều trị cho 30 đến 40 bệnh nhân trong một ngày và kê đơn bán các sản phẩm này. Nha sĩ, một người tham gia vào công ty Oxy Free và bán sản phẩm bảo vệ răng miệng vào giờ làm việc của mình cũng làm như vậy, hoặc người phát thanh viên trên đài quảng cáo sản phẩm trong chương trình phát thanh của mình, hoặc là một huấn luyện viên của riêng ai đó tham gia vào công ty Enfion và giới thiệu sản phẩm trong phòng tập thể thao của anh ta. Nhưng kịch bản này đều được dựng lên một cách suôn sẻ, nhưng không được sao chép. Giá mà tất cả những người này đều làm việc theo hệ thống, đặt ra những câu hỏi để xác định, đưa ra tập tài liệu thông tin về công ty, tổ chức các buổi giới thiệu, v.v. thì những người muốn đến với kinh doanh mới có thể tin cậy và sao chép họ được. Như thế bạn đã thấy rằng hệ thống không chỉ phục vụ cho lợi ích của bạn mà còn phục vụ cho lợi ích của các cộng tác viên của bạn nữa. Cho phép tôi dẫn ra thêm một ví dụ nữa. 10% dân số theo bản chất là những người bán hàng. Họ thích bán hàng, họ biết làm thế nào để bán được tốt hơn, họ không sợ bị từ chối, họ biết rằng sau hàng loạt các câu từ chối, thể nào cũng có người sẽ đồng ý. Những người kiểu này có thể mời những người hoàn toàn không quen biết đến để giới thiệu hình thức kinh doanh của mình với họ mà không thấy xấu hổ gì hết. Nhiều người trong số những người này sẽ ký hợp đồng nhờ tài mưu trí của những người bán hàng của chúng ta, và tất nhiên 90% dân số còn lại không biết bán hàng. Và thậm chí nếu họ có lâm vào cảnh hoạn nạn, họ cũng sẽ không nhờ đến người lạ. Và thế là họ gia nhập vào tổ chức, nhưng chẳng làm gì cả, để rồi cuối cùng lại từ bỏ nó. Những người bán hàng tài năng, các kỹ thuật và các phương pháp sẽ thật tuyệt vời khi nói về bán hàng. Nhưng kinh doanh theo mảng không phải là kinh doanh buôn bán, mà đó là kinh doanh huấn luyện và đào tạo, kinh doanh sao chép. Tài năng của người bán hàng rất giỏi cần trong cuộc bán đấu giá các ô tô cũ, nhưng lại có thể làm hỏng việc trong kinh doanh theo mạng. Khi một người gia nhập vào tổ chức của bạn và hành động đúng theo hệ thống thì điều đó sẽ không để cho tài năng bán hàng của anh ta chống lại bản thân anh ta. Bạn và các cộng tác viên của bạn sẽ không có một công việc chắc chắn khi chưa làm hệ thống. Hệ thống sẽ cho bạn khả năng làm ra tiền một cách dễ dàng. Chúng ta hãy cùng quay trở lại ví dụ về phân phối viên thành đạt mà không có hệ thống. Họ thành công nhờ lòng quyết tâm cao, nhờ khả năng bán hàng giỏi và nhờ sức quyến rũ của cá nhân. Họ tìm kiếm được nhiều tiền và trong con mắt của mọi người trong mạng lưới của họ là những thương gia cực kỳ thành đạt. Nhưng nếu như họ đi nghỉ phép một tháng thì đồng tiền lợi nhuận của họ sẽ lung lay đi một chút. Nếu như họ đi vắng trong 2 tháng, lợi nhuận của họ sẽ giảm 30%. Nếu họ vắng mặt 3 đến 4 tháng, họ sẽ mất toàn bộ sự nghiệp kinh doanh của mình. Nếu bạn làm việc theo hệ thống, bạn chỉ cần tạo dựng nên mạng lưới vững chắc một lần, thì kể cả khi bạn đi vắng, mạng lưới của bạn vẫn tiếp tục hoạt động. Bạn đưa hệ thống vào hoạt động và bạn chỉ cần nổ máy là bánh xe có thể tự quay mà không cần phải có bạn. Đó là một điển hình trong công việc sử dụng sức mạnh đòn bẩy trong kinh doanh theo mạng. Vẫn còn rất nhiều điều quan trọng cần phải hiểu trong hệ thống. Nếu bạn chưa trở thành thủ lĩnh của tổ chức, bạn cần phải trung thành với hệ thống và không thay đổi gì trong đó hết. Do nguyên nhân sau đây, giả sử bạn không thích một cuộn băng cassette trong bộ tư liệu giao về nhà lắm, bạn thích một cuộn băng khác và bạn đổi lấy nó. Mọi người trong mạng lưới của bạn thấy thế và cho rằng thay đổi một ít trật tự trong hệ thống cũng là bình thường thôi. Sau đó đến lượt họ không thích một cuốn sách nhỏ nào đó trong bộ tài liệu tiếp theo và họ dễ dàng đổi lấy một cuốn sách khác mà họ thích hơn. Còn người ở tầng 3 của bạn qua đó chẳng nhìn thấy một hệ thống nào cả. Anh ta chỉ nhìn thấy một tấm gương, hãy chọn những gì mà bạn vừa lòng hơn và hãy tạo ra một hệ thống riêng của mình. Và điều đó nảy sinh hai vấn đề cơ bản. Một, bạn sẽ không thể làm việc và phát triển mạng lưới theo chiều sâu vì những người bạn truyền giáo sẽ đi ngược lại những gì mà họ biết được từ những người đỡ đầu của mình. Hai, mọi người chưa chắc chắn là muốn tham gia vào tổ chức của bạn nếu họ thấy rằng một trong những ưu thế hàng đầu là hệ thống nhất quán và đội ngũ những người đỡ đầu hoàn chỉnh là không có trong mạng lưới của bạn. Để trở thành một thủ lĩnh từ khôi trong kinh doanh theo mạng, cần phải khống chế được cái tôi của mình và noi theo hệ thống mà người đỡ đầu của bạn tạo lập nên. Hiện tại, người đỡ đầu của bạn đang chiếm vị trí mà bạn cũng muốn được chiếm và anh ta sẵn sàng giúp bạn đạt được điều đó. Nếu bạn không tuân thủ theo hệ thống thì anh ta không thể giúp đỡ bạn một cách có hiệu quả được.
Một trong những bí quyết của kinh doanh theo màng là học cách xây dựng màng lưới do bạn đỡ đầu và bắt nó làm việc cho bạn. Nếu bạn không dựa vào hệ thống thì bạn đang trói buộc chân tay của cả mình lẫn họ. Những người đỡ đầu của bạn sẽ không thể đào tạo mọi người trong màng lưới của bạn nếu trước tiên trong đào tạo là bạn. Đây là tình huống mà có thể mất tất cả. Bạn cần phải tuân theo hệ thống, thậm chí nếu bạn không thích nó, cho đến khi bạn đạt được vị trí cao trong công ty và sẵn sàng điều khiển toàn bộ quá trình. Mà điều đó có nghĩa là xây dựng hệ thống, cung cấp các tài liệu dạng dày, kiểm tra việc hoàn thành các chức năng. Đó cũng có nghĩa là tổ chức của bạn sẽ tiến hành những cuộc họp riêng, các hội nghị của các thủ lĩnh, các buổi giới thiệu, v.v. Và mọi người không thể cứ tham gia mãi vào các buổi gặp mặt do những người đỡ đầu của bạn tổ chức chỉ vì trình độ huấn luyện khác nhau. Đây là một bước khó khăn, bước tiến mà chỉ được xem xét trong trường hợp khi bạn đạt được vị trí cao trong sơ đồ trả thưởng của công ty bạn và bạn sẵn sàng lập ra một tổ chức hoàn chỉnh để hỗ trợ và cung cấp các tài liệu, điều khiển các chức năng và lập lịch những người phát biểu, thuê văn phòng. Tôi khuyên bạn làm bước này chỉ khi bạn không còn cách lựa chọn nào khác. Những nhận xét cuối cùng về vấn đề này. Một vài người trong số các bạn đọc cuốn sách này đang làm việc trong chương trình không có hệ thống sao chép. Trong trường hợp này, bạn sẽ không bao giờ có được lời nhận. Kiểu bản quyền tác giả, bạn sẽ có hai lựa chọn và cả hai đều không đơn giản chút nào. Một, bạn có thể phải từ bỏ những gì mà bạn đang làm và tìm một chương trình khác có hệ thống. Tất nhiên điều đó có nghĩa là bạn phải bắt đầu lại từ đầu và vì nó mà bạn sẽ mất rất nhiều cộng tác viên. Hai, bạn có thể sẽ phải suy nghĩ lại về hình thức kinh doanh của mình và bắt đầu làm việc theo hệ thống. Đó là công việc vô cùng lớn, nhưng bạn vẫn phải làm. Chính tôi đã một vài lần phải lập ra hệ thống. Trong quá trình giảng dạy qua cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ với bạn về hệ thống của tôi. Tôi cũng sẽ giới thiệu với bạn những tư liệu của bản thân tôi mà tôi đã soạn thảo và chúng sẽ giúp bạn lập ra được hệ thống. Nếu bạn tiến hành công việc cổ vũ để xây dựng hệ thống thì tôi khuyên bạn đề nghị người đỡ đầu của mình đọc cuốn sách này và cho nghe cuốn băng cassette của tôi làm thế nào để kiếm được ít nhất 10.000 đô một năm trong kinh doanh theo mạng. Càng nhiều người đỡ đầu của bạn ở những tầng trên làm điều đó bao nhiêu thì càng dễ cho bạn bấy nhiêu. Sau khi tất cả mọi việc đã được thực hiện, trách nhiệm cuối cùng về thành công của bạn sẽ nằm trên vai bạn. Bạn có thể cho mình là nạn nhân và mắng chửi mình vì bạn không có hệ thống, nhưng bạn cũng có thể làm một việc gì đó để tạo ra một hệ thống. Nếu bạn sẵn sàng làm việc, hãy chuyển sang đọc chương sau. Nga xin kết thúc chương 4 tại đây và xin cảm ơn các cô chú anh chị đã lắng nghe cuốn sách sáng nay. Xin mời cả nhà chúng ta cùng tương tác. Hay quá rồi, đọc của em Nga rất là dành mạch, rất là hay. Ai trong số các anh chị muốn chia sẻ mà bật mic lên, giơ tay lên đi cả nhà, nhờ bàn tay lên để được chia sẻ. Xin mời nhà mình. Ok, ai muốn chia sẻ người thì giơ chẳng tay lên, bàn tay cuối lên. Rồi xin em ngang. Vâng, em xin chào thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phan Thị Nguyệt, chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trên Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Rất là biết ơn bạn Khánh Nga. Rồi, gọi là rất biết ơn chị Khánh Nga. Thật ra là lúc đầu tiên ý, là Nga nghĩ rằng là Khánh Nga là ít tuổi hơn Nga, không ngờ rằng là chị lại trẻ như vậy ạ. Quá là trẻ, rất là tuyệt vời đúng không chị? Chị có một cái giọng đọc rất là tuyệt vời, rất là biết ơn chị buổi sáng ngày hôm nay. Đã có một cái phần đọc sách, đặc biệt là cái phần này là một cái phần cực kỳ là quan trọng trong kinh doanh xây dựng hệ thống. Khi mà chúng ta muốn thành công thì chúng ta cần phải có một hệ thống, bởi vì khi chúng ta xây dựng được một hệ thống thì nó mới mang lại cho chúng ta sản sinh được một cái dòng tiền thu nhập thụ động. Và những cái phần đầu tiên mà chị Khánh Nga đọc thì Nga thấy rằng là có những anh chị em khi mà vào kinh doanh theo mạng, có thể là cũng là cùng một công ty nhưng mà chọn cái cách làm khác nhau. Có những anh chị em đi mở cho mình rất là nhiều những cái tầng một và không tập trung vào xây dựng hệ thống thì rõ ràng là cũng có cái nguồn thu nhập rất là lớn. Đặc biệt là bản thân Nga khi bắt đầu bước chân vào Siri, Nga cũng như vậy, Nga cũng mở cho mình rất là nhiều những người tầng một và chưa biết cách để xây dựng hệ thống, giống như là đẻ rất là nhiều con nhưng mà không biết cách chăm cho con cái lớn ấy thì nó cũng chết mất ấy các anh chị ạ. Và
khi mà chúng ta tập trung không tập trung vào xây dựng một hệ thống, không chúng ta chỉ có biết mở ra cho mình những người tầng 1 và chúng ta không tập trung để hướng dẫn, tập trung để hướng dẫn cho những anh chị em đồng hành cùng với mình, người ta sao chép, người ta làm giống như mình, và không giúp được cho những anh chị em ở bên dưới nữa sao chép giống như tầng 1 của mình, thì chúng ta cũng có thu nhập nhưng mà thu nhập nó không bền vững. Và khi mà chúng ta không làm việc hoặc chúng ta có một vấn đề gì đó chúng ta không làm nữa thì cái hệ thống của chúng ta nó cũng không còn tồn tại và nó không còn tồn tại được lâu dài. Đó là cái nhược điểm nếu mà chúng ta không xây dựng nên được một cái hệ thống của mình vững chắc. Chính vì vậy mà khi Nga nhận được ra cái điều này, nhận được ra cái giá trị này thì Nga bắt đầu tập trung vào, ngoài cái việc mà mở rộng cho mình tầng 1 thì tập trung vào những anh chị em mà họ có cái khát khao, có cái khát khao, họ có cái mong muốn thay đổi cuộc sống, thì Nga tập trung và hỗ trợ cho anh chị em đó. Thì lúc đó là xây dựng giúp cho những anh chị em đồng hành cùng với mình có thêm được những người tầng 1. Và bây giờ Nga đã nhận ra được cái giá trị này rồi. Và ở trong cái cuốn sách mà sáng nay chị Khánh Nga đọc ạ, thì nếu mà chúng ta xây dựng được ra một hệ thống, chúng ta hỗ trợ được những người đồng hành cùng với mình, người ta cũng biết làm giống như mình, và đào sâu xuống nền đất cứng, những anh chị em bên dưới nữa cũng làm được giống như mình, và tự động automatic như vậy, thì khi chúng ta dừng lại hoặc chúng ta có một công việc gì đó, chúng ta không làm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay 4 tháng, có nghĩa là chúng ta nổ máy một lần ấy, và cái máy của chúng ta nó sẽ chạy mãi về sau này. Đấy là cái giá trị của cái công việc này, giá trị của cái việc mà cái công việc mà chúng ta làm việc kinh doanh theo mạng, và chỉ có kinh doanh theo mạng mang lại được cho chúng ta cái dòng tiền thu nhập tự động nó thông minh như thế này thôi các anh chị ạ. Nga thì cũng chưa biết cách để mà phân tích sách hay, nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì anh chị em nào mà chúng ta tập trung ấy, thì chắc chắn các anh chị cũng sẽ nhận được ra một cái giá trị rằng là nếu mà chúng ta muốn thành công trong kinh doanh theo mạng thì chúng ta cần phải xây dựng cho mình một hệ thống, chứ không phải là chỉ tìm cho mình những anh chị em đồng hành không. Đấy. Nga xin mời các anh chị em khác tiếp tục chia sẻ thêm ạ. Cảm ơn thủ lĩnh Phan Thị Nguyệt đã cho em chia sẻ, cảm ơn cả nhà lắng nghe. Em Khánh Nga, ai là người tiếp theo ạ? Cậu Kính. Vâng, xin mời anh Kính. Hôm nay được nghe Khánh Nga đọc cái cuốn sách về kinh doanh thương mại xây dựng hệ thống. Anh Kính ơi, anh tắt pin cái quạt phần sau lưng á, thì anh nói giọng nó mới chất lượng hơn ạ. Trông đó nó sẽ không tốt ở trong cái phần chia sẻ của mình. Đúng rồi, xa tới. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Tức là qua cái giọng đó của Mick Nga này thì tôi thấy được là cái câu chuyện mà kinh doanh theo mạng xây dựng hệ thống nó càng quan trọng, càng quý giá như thế nào. Một khi chúng ta đã làm kinh doanh theo mạng, chúng ta làm kinh doanh theo mạng mà chúng ta không xây dựng hệ thống thì coi như là có thể nói là chúng ta chỉ là những người sử dụng sản phẩm thôi. Và những người sử dụng sản phẩm ấy thì chúng ta coi như là có thể nói là nó quá đơn giản đi. Bởi vì sao? Vì sử dụng sản phẩm, chúng ta có tiền chúng ta sử dụng sản phẩm. Còn đây chúng ta muốn xây dựng cho mình một cái ước mơ, một cái hoài bão là xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp, để mà từ cái doanh nghiệp đó nó sẽ có rất nhiều người tham gia ở đây. Chúng ta muốn giúp được nhiều người thì chúng ta phải có sự có doanh nghiệp. Từ cái doanh nghiệp đó nhiều người người ta tham gia vào và nhiều người người ta tức là bắt chước mình làm để người ta có một cái sức khỏe tốt và người ta có một cái nguồn về thu nhập thụ động thì nó mới là có cái giá trị. Và đồng thời mình qua cái doanh nghiệp của mình mới quy tập lại được bạn bè, anh em, bà con
cùng cái chí hướng của mình để mà làm sao xây dựng được một cái doanh nghiệp ngày càng vững chắc hơn, thì chúng ta phải gì? Chúng ta phải làm theo đúng các cái quy trình mà của các cái thủ lĩnh đã thành công. Người ta làm như thế nào thì mình làm như vậy, và thường xuyên liên tục là trau dồi, rèn luyện cái đức tính cần mẫn và chịu thương chịu khó. Ở chỗ này là thứ nhất là mình phải biết có cái tình thương yêu, tình đồng chí đồng đội, hay là nếu ở bên ngoài là tình thương yêu cái đồng nghiệp, những cái người mà đã cùng chúng ta để xây dựng cái doanh nghiệp đó, thì chúng ta phải thường xuyên chăm lo. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như mình xây dựng được một cái người là tầng 1, và cái tầng 1 đó là mình hướng dẫn cho người ta làm cũng như mình, rồi là người ta cũng mời được tầng 1 của người ta, tức là tầng 2 của mình, rồi tầng 2 của họ, tầng là tầng 3 của mình, thì mình coi như cũng phải thường xuyên quan tâm và giúp đỡ, để làm sao để cho người nào cũng giống người nào. Đây là một cái hình thức được gọi là kinh doanh thương mại, kinh doanh bắt chước lẫn nhau. Một cái công việc, một cái nghề nghiệp có thể nói là không tốn một cái đồng tiền phí học phí nào, nhưng mà chúng ta chỉ cần là làm bắt chước theo nhau là chúng ta sẽ thành công rồi. Thì làm như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta rất là may mắn là chúng ta có thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Việt đã dày dạn kinh nghiệm và là con người rất có tâm và có tầm, là giúp đỡ chúng ta. Rồi là bên dưới thủ lĩnh vàng có những cái đội ngũ là leader là rất là cũng cần mẫn theo cái cách làm của thủ lĩnh Phan Việt, thì nó sẽ giúp được rất nhiều người, cái doanh nghiệp của chúng ta càng ngày càng lớn. Không vì coi như một cái người nào đó trong quá trình mà làm kinh doanh theo mạng lại có những cái tư tưởng này, tư tưởng khác, thì đấy chẳng thì là những cái người mà có thể nói là người ta không quyết tâm, người ta không kiên nhẫn, kiên trì, không chịu khó, thì người ta sẽ coi như là bỏ cuộc giữa đường. Thì những cái người đó coi như là chúng ta cũng không cần phải quan tâm lắm, mà chúng ta ở đây là chúng ta xây dựng những cái đội ngũ mà giống mình, đội ngũ giống mình, thì trong quá trình mà làm việc thì những cái người nào mà coi như là nếu mà mình cảm thấy mà coi như là đã giúp đỡ, đã huấn luyện nhiều rồi nhưng mà người ta vẫn không có thể coi như là đáp ứng được, thì mình cũng coi như dần dần mình cũng để cái thời gian đó để xây dựng cho cái người khác, người ta có cái nhu cầu tốt hơn. Thì qua cái này thì tôi thấy rằng là cái kinh doanh theo mạng này phải có hệ thống, mà chúng ta xây dựng được hệ thống chính là chúng ta xây dựng được cái doanh nghiệp con người của chúng ta. Mà đây doanh nghiệp là doanh nghiệp có sức khỏe, mà bây giờ trong cái thời đại công nghiệp 4.0 này mà có một cái doanh nghiệp về sức khỏe đời đời mạnh khỏe, thì chúng ta coi như có thể thấy rằng là cái tiền thu động của chúng ta ngày càng lớn hơn, và chúng ta sẽ có cuộc sống mà tốt đẹp hơn, theo đáp ứng được những cái mong ước và những cái mục tiêu của mình đã đề ra. Thì tôi coi như có đôi lời phát biểu như vậy, xin cảm ơn thủ lĩnh và quốc gia Phan Việt, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin hết ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhá. Vâng ạ, cảm ơn anh Kính ạ. Xin mời Trần Hoa ạ. Vâng, cảm ơn chị Hương cho chia sẻ. Cảm ơn cả nhà. Và cảm ơn những cái bài chia sẻ của các anh chị. Cảm ơn em Nga đã đọc sách cho cả nhà cùng nghe. Giọng đọc rất là tuyệt vời. Tôi là Trần Hoa, tôi đang ở thị trường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin chia sẻ cái góc nhìn của mình qua cái đoạn của tác giả. Thì trong cái chương 4 này thì tác giả đã nói là muốn thành công thì phải có một hệ thống.
và Hoa cũng nốt ra những cái điều mà tác giả nói cho chúng ta trong năm cái bước mà tiến hành. Thì ngay cái bước đầu tiên là cái cách tiếp cận cũng như cách cho thông tin và giới thiệu, cách thứ ba là giới thiệu đầy đủ và quá trình tiếp theo, và cách thứ năm là ký hợp đồng, và bước thứ năm là ký hợp đồng. Thì trong cái quá trình thì Hoa có nói một cái lưu ý ở đây á, trong cái quá trình giao tiếp có những khách hàng là mình phải làm ấm, rồi là phải thiết lập mối quan hệ, thậm chí Hoa có những tầng một ngay bạn Hà đấy thôi, cũng cả năm trời bạn cũng không đón nhận, nhưng mà khi bạn đã nhận diện ra rồi thì bạn đón nhận, thì bạn lại làm một cách rất là quyết liệt. Thì đó là những cái cách. Nhưng có những khách hàng thì chỉ cần nhìn mình thôi, thì bước thứ hai đó cả nhà, ngay từ bước thứ hai thôi thì họ nói không biết bạn làm gì, nhưng mình cứ thấy bạn khác, bạn thấy phát triển bản thân về, thấy bạn đẹp ra, để thấy bạn trên trang giống như Phan Nguyệt nói á, trên trang cá nhân thì bạn theo dõi, thì mình thấy phát triển thì cứ theo mình thôi, cứ mở mặt thẻ cho mình thôi. Nhưng ở đây tác giả lưu ý là dù ở cái bước thứ hai họ tiếp nhận khách hàng đón nhận, nhưng mình cũng phải làm cho họ, mình cũng phải giới thiệu lại, và mình cũng phải dạy cho họ, mình cũng phải sao chép đúng như người đỡ đầu đã hướng dẫn mình, để sau này họ có những cái điều căn bản nhất, đúng không? Nhiều khi mà họ làm họ theo cái cảm xúc họ thích nhất thời, nhưng mà họ không có những cái bề dày, họ không có những cái kiến thức, họ không có những cái mà hệ thống làm đúng, thì họ cũng sẽ rời mình, họ cũng dễ rời. Không phải vì họ không không thích, không ngơ mình, nhưng mà vì họ không làm đúng thì họ không thành công, mà không thao chép được, không thành công thì đương nhiên họ phải rời bỏ thôi, đúng không ạ? Thì cái này thì tác giả lưu ý cho chúng ta. Thì mặc dù là ở có những khách hàng là ở cái bước thứ hai thì họ đã đón nhận, nhưng nhiệm vụ của mình cũng phải sao chép đúng, cũng phải hướng dẫn đúng. Và một cái nữa mà Hoa cũng rất là tâm đắc ở đây là tại sao mình cũng phải... và tại sao mình lại phải phải hướng dẫn họ cụ thể? Bởi vì đầu tiên là vì cái lợi ích của mình đã, đúng không ạ? Vì cái lợi ích thì doanh nghiệp, mình muốn xây dựng doanh nghiệp thì mình phải có doanh nghiệp, mình muốn xây dựng hệ thống thì mình phải có hệ thống, mình phải có những cái sao chép như vậy. Thì mình giúp họ thì nghĩa là cũng đang giúp cho doanh nghiệp của mình họ bền vững, họ gắn chặt, họ làm đúng, thì cái tỷ lệ ra đi ít hơn, thì doanh nghiệp của mình sẽ là bền vững. Cho nên mình hãy làm luôn luôn là người làm đúng, sao chép đúng cả nhà. Vào đây ai mà xuất phát điểm không biết là như thế nào, nhưng mà dù có học lớp 1 thôi, học lớp 1,5 thôi cũng thành công, bởi vì đơn giản là sao chép đúng. Mà đã xây dựng hệ thống là phải sao chép, phải có hệ thống. Và cái tiền đề quan trọng duy nhất không phải là thuần kèo mắt méo, là mắt mái ở đây tác giả muốn nói, mà là cái sự sao chép nhân bản đó. Ở đây không phải là này, chị này sao giỏi, chị này sao giỏi, hoặc là chị này sao may mắn vậy. May mắn chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái dẫn dắt, bởi vì ký hợp đồng chỉ có 1% thôi, đúng cả nhà, ký được là 1% thôi, còn 99% vẫn là dẫn dắt để cho họ bền vững, để cho họ có một doanh nghiệp giống như mình, thì phải là một cái sự dẫn dắt cả nhà, một cái sự kỷ luật bản thân tốt đó. Mình kỷ luật bản thân tốt, mình kỷ luật đồng đội của mình đi theo mình cũng theo một cái vector đó, thì cái doanh nghiệp đó chắc chắn sẽ bền vững. Cái điển hình mà tác giả muốn nói đây thì Hoa cũng rất là tâm đắc cái sự khác biệt ở trong ngành giáo dục, xây dựng cái ngành MLM xây dựng hệ thống nó khác hoàn toàn với cái xây dựng truyền thống, đúng không ạ? Với kinh doanh truyền thống, khi mình đã thời gian đầu mình vất vả, mình gieo mầm, nhưng khi đã trở thành cây rồi, khi mình có doanh nghiệp rồi, chỉ một thời gian, nếu như mình tập trung không phải là lâu đâu cả nhà, không phải là quá khó khăn so với cái truyền thống mà mình ra mình học một cái bằng đại học, học hết bằng này qua bằng khác, thậm chí có những học mười mấy năm trời
đúng không, để ra một cầm một cái tấm bằng, thậm chí hai ba bằng đại học, biết bao nhiêu tiền của, biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu công sức để ra lấy chi lấy được bao nhiêu, đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó thì mình xây dựng một cái doanh nghiệp cho mình thì mình chưa đầu tư bao nhiêu, mình nhìn lại mình chưa thành công, chứ không phải là không thành công, không phải là thất bại, mà chưa thành công ở đây thì mình nhìn lại không phải là mình kém may mắn, nhưng mà mình chưa đầu tư, mình chưa có thời gian đầu tư cho nó, cho doanh nghiệp của mình, đúng không ạ? Mình chưa cống hiến, mình chưa đầu tư, chưa suy nghĩ gì thì làm sao có doanh nghiệp được, đúng không cả nhà? Nhưng khi mình tập trung, mình đầu tư chỉ cần một năm thôi, kinh nghiệm từ bản thân Hoa này, đúng không cả nhà? 54 tuổi về hưu rồi, Hoa đâu có nghĩ rằng là mình biết là nhìn cơ hội như vậy, nhưng mà càng làm mình càng thấy ồ trời, tiếc, tiếc cho những ai đó mà nhìn ra rồi, không nhìn ra, không biết, không còn biết cơ hội thì không nói, nhưng đã biết cơ hội rồi, đã nhìn ra giá trị rồi, nhưng vẫn ra đi để quay lại cái truyền thống, vẫn bưng bê, vẫn làm, vẫn xoay vòng trong với cái vòng luẩn quẩn đó thì tiếc lắm luôn, tiếc vô cùng luôn đó. Cái đó Hoa cứ nói là bởi vì khi Hoa có doanh nghiệp, bây giờ Hoa làm rất là ít so với những người thành công, hơn 40 triệu, gần 50 triệu đến cái tuổi này, đúng không ạ? Nhưng khi Hoa ra đi, Hoa đi du lịch, như tháng vừa rồi đi du lịch rất nhiều, đi về quê 2-3 lần, nhưng doanh nghiệp vẫn phát triển bình thường, bởi vì có một cái hệ thống vận hành các bạn làm rất là tốt. Cái hệ thống của Hoa hôm nay, hôm qua học là cái nhóm của Hoa 27-28 người, Hoa phân công không những cái người cũ làm đâu, mà tất cả người mới chưa bao giờ được lên sân khấu, hôm qua nhận bài hết, hãy chia sẻ hết. Bởi vì vào đây là cái môi trường để họ được phát triển, để họ được tỏa sáng. Và nếu như ai nhìn nhận chỗ đó là luôn luôn giật mic đi cả nhà, chia sẻ đi, cống hiến đi, vũ trụ sẽ đưa đến cho mình một cái nguồn lực to. Như Phan Nguyệt hôm qua đi về quê đó, lên đường về quê đúng không? Mà để được như Phan Nguyệt thế hiệu quả như ngày hôm qua, ký được, chốt được mấy hợp đồng. Phan Nguyệt lúc đầu cũng cho thông tin, cũng bị người ta nhìn soi lên soi xuống, cô này có bị giảm sao không? Cũng đủ thứ, cũng trả giá nhiều lắm, người ta hãy trả giá đi. Ngay bản thân Hoa, Hoa thường khuyên đứng trước gương cả nhà, khi Hoa chưa đạt được cái mục đích mà theo cái mong muốn, cái đích chứ, thì Hoa cứ nói trả giá đi. Chưa trả giá đâu Hoa ơi, chưa là chi nhê hết, vũ trụ chưa đưa tới cho mày đâu. Hoa thường nói như vậy đó cả nhà. Và Hoa thường nhìn những anh chị thành công, Hoa không nhìn họ cái thành tích của họ bây giờ, mà Hoa nhìn quá trình họ đi, để làm động lực cho mình. Mình chưa làm cái gì, mình quá nhỏ bé, mình hy sinh quá nhỏ bé, thế là vẫn tiếp tục có động lực cho mình, để mình tiếp tục để phấn đấu. Và cứ như thế là doanh nghiệp phát triển thôi, không có siêu tốc độ như một số các anh chị, nhưng chắc chắn Hoa nghĩ chắc chắn thì doanh nghiệp của Hoa sẽ là doanh nghiệp bền vững và một cái cấu trúc xuyên tích rất là nhẹ nhàng, bởi vì mình làm đúng, mình đang sao chép đúng. Để trở thành một thủ lĩnh, Hoa cũng rất là tâm đắc cái câu mà tác giả nói, để trở thành một thủ lĩnh thì điều đầu tiên phải là anh phải bỏ cái tôi đi. No. Nếu mà còn cái tôi á, ở đây Hoa nhìn và kể cả bạn Hoa, đôi lúc đâu đó vẫn còn cả nhà, vẫn còn tự ái, rồi vẫn còn bức xúc, chưa kiềm chế được cảm xúc, cái tôi đâu đó vẫn còn. Mặc dù mình đã phát triển bản thân, mình đã luôn luôn đọc lời tuyên thệ bỏ cái tôi đi, tôi mà trở thành dấu huyền là trở thành tôi, mà dấu sắc là trở thành tối, bỏ thêm dấu nặng là tội thành mình tội lắm, mình biết rồi là mình chết rồi. Hoa cũng luôn luôn nói như vậy đó cả nhà. Nhiều khi Hoa nghe Hoa nói ôi thế này mình biết rồi mà, đến khi mình lại tự nói với mình là mình biết rồi là mình chết rồi đó. Đó thì cái đó là Hoa rất là tâm đắc những cái câu mà tác giả vừa nói. Hoa xin nói lại những cái mà góc nhìn của Hoa. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ạ. Hoa xin hết ạ. Xin mời chị Hương ạ. Xin chào thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt, chào cô chú anh chị em ở trong room. Kim Hương xin giới thiệu, Kim Hương là tiến sĩ giảng viên cao cấp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hôm nay chương trình của Honey, can you smaller?
hôm nay thì cảm ơn, rất là biết ơn em Khánh Nga đã đọc cái đoạn của ngày hôm nay, là một cái vô cùng cần thiết cho cái công việc mà xây dựng hệ thống. Bởi vì chúng ta vào đây cái quan trọng nhất là chúng ta phân biệt chúng ta là ai. Chúng ta là người bán hàng hay là chúng ta là người xây dựng doanh nghiệp cho mình. Tức là ở đây có một câu mà Kim Hương thấy rất là tâm đắc, đấy là kinh doanh theo mạng là không bán hàng mà là kinh doanh sao chép. Đó, thì chúng ta làm như thế nào để mà mọi người có thể sao chép được cái công việc của chúng ta đang làm? Hiểu nó đơn giản thôi, đấy là chúng ta trải nghiệm sản phẩm cho chính mình, sau đó thì chúng ta mời những người khác vào một cái hệ thống tiêu dùng thông minh, và họ sẽ tái sử dụng, bởi vì sản phẩm của chúng ta có tới 300 loại sản phẩm, đúng không cả nhà? Thế thì cái đầu tiên mà tác giả cũng nói luôn là ở đây nó có 5 bước. Và 5 bước này thì bất cứ một người tư vấn viên nào cũng chỉ cần lặp đi lặp lại và sao chép nó thôi. Học để sao chép. Thế nhưng mà vấn đề là tư vấn viên của mình họ có vào để học hay không? Đấy mới là quan trọng. Tất cả những tư vấn viên mà không vào học không bao giờ biết cách sao chép. Họ cứ nghĩ là mình vào mình sử dụng sản phẩm, mình mời người khác vào sử dụng sản phẩm. Nhưng mà vấn đề để sao chép nó để đến tầng thứ, ở đây họ nói là tầng thứ 50, 49 cơ, chứ không phải là chỉ có tầng 1, tầng 2. Kể cả bác sĩ, y sĩ mà vào đây bán hàng nhiều ấy, thì nhiều lắm cũng chỉ làm được đến tầng 3 thôi. Đấy là lý do vì sao thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt hỗ trợ tất cả mọi người ở tầng sâu lắm ấy, cũng hỗ trợ. Bởi vì nếu như mà chúng ta không sao chép được dưới hệ thống dưới thì doanh nghiệp của chúng ta nó là doanh nghiệp rất là nông nổi, đúng không? Nó không có chiều sâu. Và Kim Hương thấy có cái 5 bài học ở đây là cái mà chúng ta ngay từ đầu ấy phải gieo vào cho họ cái tiềm thức của họ, là họ có triển vọng ở đâu, hướng dẫn họ được cấp bậc như thế nào, và cái cấp bậc của họ như thế nào, và họ phải xác định được ngay từ khi họ vào họ là ai. Cái đấy là rất quan trọng. Chúng ta tuyển dụng, chúng ta chọn người, chứ chúng ta không vơ bèo gạt tép. Bởi vì những người có ý chí thì mới tồn tại được ở môi trường này. Và họ phải xác định họ muốn thay đổi cuộc sống hay không. Thì đó là cái mà chúng ta cứ tuyển dụng thôi, nhưng mà khi mà chúng ta gọi điện thì chúng ta sẽ bị được sàng lọc, đúng không ạ? Đó, thì tác giả cũng nói luôn là trong cái câu chuyện này thì có tới 99 những người phần trăm ở đây là không biết bán hàng. Và những người không biết bán hàng thì chắc chắn là họ sẽ chả làm gì cả. Vậy thì cái việc mà giáo dục họ như thế nào? Tại sao những người đàn ông vào đây họ chả bao giờ bán hàng mà họ vẫn thành công? Đấy. Vậy thì trong số 100 những người gọi đấy thì chắc chắn là có 99 người là họ sợ bán hàng rồi. Thì họ sẽ từ chối hoặc là họ sẽ tham gia. Nếu họ tham gia thì mình đào tạo họ như thế nào? Chắc chắn là phải đào tạo họ bằng cách xây dựng hệ thống thôi. Còn nếu như đào tạo họ là người bán hàng thì họ sẽ không làm đâu, đúng không ạ cả nhà? Chỉ có 1% là những người bán hàng thôi mà. Thế thì ngay ban đầu mình cũng xác định luôn họ là ai, họ thích bán hàng hay không. Và nếu họ không bán hàng mình phải thiết lập cho họ một cách để xây dựng hệ thống như thế nào. Đấy là cái rất là quan trọng. Và cái bước thứ hai là giới thiệu cái tầm nhìn, cái nhìn đầu tiên. Tức là mình giới thiệu rất là sơ qua về sản phẩm và kinh doanh. Một đấy ạ. Ở đây từng bước họ cũng nói luôn. Giống hệt như là bài đào tạo của hệ thống S9 chúng ta. Và bước 3 thì giới thiệu 2-1. Thêm một người nữa, tức là tài liệu. Và sau đó thì cũng gửi cho họ tài liệu. Tài liệu về kinh doanh hoặc là tài liệu về sản phẩm. Tức là sau cái bước mà thứ 3 này rồi thì mình có thể giới thiệu với người hướng dẫn đấy. Đấy là rất quan trọng, bởi vì những người mới vào mà muốn tuyển dụng ngay ấy, mà làm việc một một ấy là không có kiến thức nhiều. Thế nên là phải kết nối với người hướng dẫn. Và khi kết nối xong rồi thì gửi cho họ một tập tài liệu. Nếu như người kinh doanh thì gửi tài liệu kinh doanh. Nếu như gửi về sản phẩm thì gửi tài liệu sản phẩm. Đấy là sau cuộc 2-1 ấy ạ. Sau đó thì mới cuộc gặp tiếp theo là cái cơ hội lớn là những hội thảo. Ví dụ như là OBB của hệ thống hay là những cái cuộc gặp mặt offline ở công ty. Thì bây giờ Kim Hương cũng hay dẫn mọi người đến offline ở công ty, bởi vì mọi người nhìn nhận ra cái face to face ấy, nó có cái body language 55% nó tác động đến não và não bộ của chúng ta ấy, thì nó có tác dụng nhanh hơn, nó xuyên thủng và đâm thẳng luôn đấy, chứ nó không giống như là ngồi trên Zoom như thế này đâu ạ. Thế nên là nếu như mà đưa được tư vấn viên đến các cuộc offline là tốt nhất. Và các ngôn ngữ hình ảnh lúc đấy nó biểu cảm nó không giống như là trên Zoom, chúng ta không thể nói được nhiều thứ. Thế thì đấy là cái cơ hội để hội thảo. Và cái bước 5 ấy là cái bước mà ký hợp đồng, đúng không ạ? Thì Kim Hương ngày hôm qua cũng đưa một, đầu tiên cũng mời một chị ra cà phê là cô giáo của con mình, sau đó thì hôm qua cũng đưa chị lên sự kiện. Và trên đường về thì mình cũng nói hết các quyền lợi nọ kia các thứ, và chắc chắn là chị sẽ ký hợp đồng. Nhưng mà Kim Hương chưa dừng ở đấy đâu. Nếu như có thể thì hôm nay sẽ lại mời tiếp đến cái hội thảo của thủ tướng quốc tế Trương Huy Cường đấy.
thì khi mà mọi người nhìn rõ ra con đường chắc chắn mọi người sẽ hành động. Còn nếu như những người mới vào mà họ vẫn chưa biết là họ là ai ấy, thì họ sẽ không hành động đâu. Thế nên là khi bây giờ mình tuyển thì tuyển không ồ ạt như giai đoạn đầu. Nói thật là cái tháng đầu tiên cái Hương chuyển tới 20 người mà cũng may mắn là có vài người làm luôn nhé. Thế nên là nó mới lên được K5, K6 đấy. Chứ còn cái tháng đầu tiên ấy là nhiều lắm nhá. Tự nhiên trong ký hợp đồng của mình thấy đến 20 người luôn đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì mình tuyển từ từ hơn. Ví dụ mỗi tháng chỉ 3 đến 5 người thôi. Thế nhưng mà 3 đến 5 người đấy nó chất lượng hơn thì nó đã khác rồi. Thế thì cái câu chuyện ở đây là mình vẫn làm liên tục nhưng mà làm một cách rất là kỹ càng. Và họ nói là các bước trên đều được chuẩn bị kỹ càng. 5 bước này là chương trình của hệ thống, là bước để xây dựng hệ thống đấy ạ. Thì cứ lặp đi lặp lại như thế thôi. Và ở đây thì tác giả nói là phải đào sâu vào bất cứ một cái công việc gì. Và công việc ở đây chính là cái việc mà nó tham gia đào tạo làm thế nào để cái hệ thống mạng lưới của chúng ta ấy, nó có sức lôi cuốn. Ví dụ như là thủ lĩnh Văn Nguyệt làm một cái Zoom buổi sáng này là đã có sức lôi cuốn cho rất nhiều các cái tầng sâu rồi. Nếu như mọi người tham gia vào đây học, mọi người có những người tư vấn viên của mình tham gia vào học buổi sáng này, chắc chắn mọi người sẽ được học 5 bước rất là cơ bản và sẽ làm được cái chiều sâu đó. Và với điều kiện là mọi người đưa được tư vấn viên của mình vào học. Đấy là cách mà cái sự lôi cuốn của những người thành công, ví dụ như là thủ lĩnh vàng quốc gia của chúng ta ở trong hệ thống S69, bây giờ gọi là hệ thống 3T đấy ạ. Đấy, thế thì nếu như một người mà trong ngày có thể ký được 30 tư vấn viên nhưng mà không có tầng sâu ấy, thì các cái tư vấn viên này một ngày nào đó họ cũng sẽ rơi rụng thôi. Họ sử dụng sản phẩm rồi thì họ cũng lại rơi rụng hết. Thế nên là như em Nga vừa nói đấy, ban đầu cũng làm như thế và họ rơi rụng cũng hết rồi. Và bây giờ thì mình lại làm một cái cách mới, đúng không? Cách mới thì nó sẽ theo chiều sâu tốt hơn. Và cái quan trọng nhất ấy là khi lập ra hệ thống này, được nhân bản cho bất cứ đối tượng nào, từ người bình thường đến giáo sư, tiến sĩ cũng có thể làm theo được. Đấy là cái mà khó nhất. Nhưng mà ở tập đoàn của chúng ta, ở hệ thống S69 thì chúng ta làm được nhiều đấy. Cái hệ thống này là cái hệ thống mà chúng ta nhìn thấy rồi đấy. Tất cả những người mà rất bình thường cũng trở nên phi thường, đúng không? Những người mà không biết ăn nói, họ cũng nói theo cách của họ và họ cũng có hệ thống. Và họ quá giỏi trong thành lập hệ thống nếu như họ chính là chính họ đấy. Chỉ cần họ biết phương pháp, họ có khát khao thôi, họ biết họ là ai thôi. Đấy, thì là họ sẽ làm được. Vì khi mà họ làm được cái điều đấy, họ có khát khao đấy, họ giao được cho người khác cái khát khao ấy, thì họ sẽ làm được cái điều đó. Mà ví dụ như Kim Hương là hay bán ước mơ của mình. Bán ước mơ của mình, vì sao Kim Hương vào đây? Kim Hương vào đây là mục đích để làm gì? Đấy thì cái đó là cái rất là rõ ràng, đúng không ạ? Mình thứ nhất là mình có sức khỏe, có sự trẻ đẹp và không bao giờ mình bị mắc bệnh mãn tính. Đặc biệt là phòng chống ung thư đột quỵ, đấy là cái cho chính mình trước. Lợi mình đã, xong lợi người ta cũng được khỏe mạnh, đúng không ạ? Sau khi khỏe mạnh thì họ sẽ có kinh tế. Và lợi chúng sinh, tức là khi mà chúng ta làm việc này, chúng ta đang giúp đỡ cho xã hội chống được những cái bệnh viện được quá tải và rất nhiều những người chết, 80.000 người chết ung thư một năm, đúng không? Quá nhiều. Thế thì bây giờ chúng ta đang giúp cho xã hội giảm thiểu những cái áp lực vì tài chính nữa chứ. Thế khi mà ung thư như thế, những người mà chi bảo hiểm cho những người mà đang lao động hoặc là có bảo hiểm ấy thì nguồn ngân sách nhà nước cũng rất là nhiều. Đấy là chúng ta ở nói ở mức độ vĩ mô nhé. Thế còn vi mô ấy, là chúng ta giúp cho họ đỡ phải vào những cái bệnh nan y như thế thì rất là nguy hiểm cho tính mạng, đúng không ạ? Thế thì cái công việc của chúng ta là đang giúp cho cộng đồng, giúp cho xã hội rất là nhiều. Cái tính nhân văn ở đây không phải là cho chính bản thân chúng ta, không phải là vì tiền mà có nhiều giá trị khác nữa. Đấy là lý do mà chúng ta vào đây. Vậy thì cuộc sống của chúng ta nó ý nghĩa hơn nhiều. Kim Hương thì nhiều lúc mọi người, bạn của Kim Hương mới nói hôm qua ấy, bảo sao cái ông xã Kim Hương có tiền thế mà để cho Kim Hương lao động nhiều thế, từ sáng sớm đến tận tối khuya. Bạn ấy nói thế thật đấy. Thế thì Kim Hương nhận ra là cái giá trị ở đây nó nhiều lắm. Bởi vì khi mà mình sống mà mình không hoạt động, mình không làm gì thì cuộc sống nó chỉ là tồn tại thôi. Đấy, khi mà mỗi ngày mình phát triển bản thân 1% thôi thì mình cũng là đang sống rồi. Sống hay tồn tại? Chỉ cần trả lời câu hỏi như vậy thôi ạ. Tồn tại thì chỉ cần ăn đủ no, hít thở không khí và một ngày bệnh ra rồi cũng chết. Không bệnh tật thì không phải là cuộc sống, đúng không ạ? Đến một ngày nào đó chúng ta cũng chết. Nhưng mà chúng ta sống khỏe thì chúng ta chết nhanh. Còn những người mà sống lay lắt, sống trên giường bệnh, sống đến 3 đến 5 năm mà cứ nằm trên giường bệnh xong người khác phục vụ ấy, thì vừa khổ mình vừa khổ người khác. Thế có đáng để sống không? Thế xác định cuộc sống của mình là như thế nào? Mình đừng làm khổ cho người khác. Mà không làm khổ cho người khác là bằng cách là mình yêu bản thân đi, chăm sóc bản thân từ bây giờ đi. Đừng để đến chúng ta phải thuê người phục vụ, kể cả chúng ta có tiền, chúng ta cũng đang hành hạ người khác rồi. Thế thì chúng ta đừng làm những cái việc như thế.
sống khỏe đi chết vèo phát xong. Đấy là cái mong ước, mong ước của Kim Hương. Ở đây thì ở Kim Hương thấy rất hay là nếu không xây dựng hệ sống này sẽ có không có công việc chắc chắn. Đấy là điều rất là rõ ở trong cái môi trường này kinh doanh theo mạng, đúng không ạ? Nếu không có xây dựng hệ thống thì sẽ không bao giờ có công việc chắc chắn, và khi công chắc chắn thì lúc đấy bắt đầu là tư tưởng hoang mang, bắt đầu dao động, bắt đầu là ô cái này làm mãi không thành công đâu. Cái vấn đề là mình đã học để làm thành công đâu, muốn thành công thì phải học chứ, đúng không ạ? Thế thì bây giờ ấy, nếu như mọi người chưa chắc chắn mình là ai ấy, thì cái điều quan trọng nhất là kiềm chế cái tôi và tuân thủ theo hệ thống. Cứ nghĩ là học thế đủ rồi, học thế nó quá nhiều rồi, không vào được hay gì đấy, thì cái tôi của mọi người vẫn còn cao lắm. Tại vì học là không bao giờ thừa. Chúng ta học những những cái sai lầm của người khác, chúng ta học những bài học kinh nghiệm của người khác, nó luôn luôn là bổ sung cho kiến thức của chúng ta. Làm gì cũng thế thôi. Kim Hương cũng thế. Kim Hương là học, nói về chuyên ngành một tí, thì Kim Hương học ở trong trường đã đành rồi, nhưng mà Kim Hương luôn luôn học ở trên cả mọi lĩnh vực trên thế giới nữa. Mọi người chưa đi đến chỗ nọ chỗ kia thì mình Kim Hương ngồi, Kim Hương search tất cả các trang Google để học về trend, về xu hướng thế giới. Người sếp của Kim Hương cứ bảo chứ, ôi giời ơi, ếch ngồi đấy giếng, chưa bao giờ ra nước ngoài mà cứ nói chuyện nước ngoài. Thế vậy bây giờ cái xã hội nó đã toàn cầu hóa rồi, nó đã 4.0 rồi. Thế mọi người ngồi một chỗ có thể kinh doanh toàn cầu rồi, ngồi một chỗ có thể học tập cả thế giới rồi, tại sao lại ngồi một chỗ mà lại học được nước ngoài? Nhưng mà có những người rất là thủ cựu, họ bảo chứ, ôi dồi ơi, ếch người đấy giếng, chưa bao giờ ra nước ngoài. Lúc đấy là Kim Hương chưa bao giờ đứng chân đến nước ngoài thật. Nhưng từ năm 2004 mà Kim Hương đã nói những câu chuyện của các cái trang dự báo xu hướng mốt toàn cầu rồi. Và lúc đấy thì anh ta nói những cái câu như vậy đấy. Thế thì mình bảo chứ, thế thì bây giờ mình học với cả Australia, mình face to face, mình học với cả Mỹ, mình học với Hồng Kông, face to face trên các room như thế này cách đây hàng chục năm rồi. Nhưng mà anh ấy vẫn ngồi ở trong cái ngôi trường rất là bé bỏng và nói là mình là cái người mà luôn luôn là anh ngồi đây giếng cả nhà. Thì có những người xung quanh họ bảo thủ lắm. Thế nên là chúng ta mở mang đầu óc ra đi và luôn luôn trau dồi kiến thức. Mình làm lĩnh vực nào thế mình cũng phải làm cho đến nơi đến chốn và làm đúng bài bản. Cái mà Kim Hương mong muốn ở đây là như vậy. Và cái quan trọng là ở đây là trình độ đào tạo là khác nhau. Tất cả mọi người vào đây không có ai hơn ai, không có ai kém ai cả. Và chúng ta tôn trọng sự khác biệt. Đấy, mỗi người đều có những cái kiến thức nhất định. Và chúng ta vào đây cứ bảo chứ ôi cái người này đáng học, người kia không đáng học, thì cái đấy là cái sai lầm. Bởi vì ai cũng có thế mạnh của họ. Kim Hương cũng nói với cả sinh viên của mình ấy, các em cứ học đi, mỗi một người thầy sẽ cho chúng ta kiến thức hoàn toàn khác nhau. Và mỗi người chúng ta học một cách và chúng ta lấy của họ những kiến thức quý báu mà chúng ta cảm nhận được, chứ không phải ai hơn ai đâu. Và ở trong môi trường này cũng vậy, Kim Hương vẫn phải học những người lớp 3, lớp 4, thậm chí không có học, thậm chí những người mà tàn tật ấy, bản thân họ đến được sự kiện đã là bài học cho chính mình rồi, không cần phải họ nói ra điều gì hết. Thì đấy là cái mà Kim Hương thấy là trong môi trường này, nên mọi người phải giảm bớt cái tôi xuống và học tất cả mọi người đi. Cái đấy là cái mà cần thiết nhất. Biết ơn thủ lĩnh vàng quốc gia Phương Nguyệt, cảm ơn cả nhà đã nghe Kim Hương chia sẻ ạ. Ok, cảm ơn chị Hương đã tương tác. Và xin mời cánh tay tiếp theo, đó là Vũ Lâm. Và xin chào chị thủ lĩnh vàng quốc gia Phương Nguyệt, xin chào tất cả anh chị, chúc anh chị một ngày mới tràn đầy tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Tôi là Vũ Lâm đến từ Vũng Tàu, hiện tại tôi đang là tư vấn viên cao cấp của tập đoàn chăm sóc sức khỏe tự động Cyberinet, và cũng tự hào là thành viên của tổ chức của chị Phan Nguyệt, tổ chức 3T và tổ chức chăm sóc Sài Gòn cũng trước đây. Hôm nay cũng cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ, cảm ơn bạn Kinh Nga đã đọc sách. Qua những trang sách này thì tôi cũng không phân tích nhiều hơn nữa, nhưng mà tôi chỉ muốn nói một số những cái cảm nhận của mình thôi. Tôi rất ấn tượng với cái câu chị Phong Nghiệp vẫn nói, đó là không đầu tư nào bằng đầu tư cho con người, chỉ là đầu tư cho sức khỏe, không xây dựng nào tốt bằng xây dựng hệ thống. Vậy thì chúng ta hiểu hệ thống là gì? Cái định nghĩa hệ thống trên mạng thì có rất nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu đơn giản là hệ thống là tập hợp những con người mà trong kinh doanh chúng ta, là tập hợp những con người mà có mối quan hệ hữu cơ với nhau, và những cái mối quan hệ đấy thì nó phải tương tác lẫn nhau để giúp đỡ nhau cùng phát triển. Cái hệ thống chúng ta là một cái hệ thống mở và có tương tác với môi trường bên ngoài để tồn tại. Nếu như chúng ta hệ thống chúng ta mà không tương tác môi trường bên ngoài thì chúng ta không tồn tại được. Cái đấy là một trong lý do mà tại sao chúng ta phải thường xuyên tương tác chia sẻ với lại bên ngoài. Và cũng thêm một cái nữa là chúng ta phải hiểu được là hệ thống trong kinh doanh thương mại là gì.
thì cái hệ thống kinh doanh thương mại mọi người vẫn cứ nghĩ là kinh doanh thương mại là kinh doanh trên mạng hoặc kinh doanh online, nhưng thực ra hệ thống kinh doanh thương mại đó là xây dựng mạng lưới người kinh doanh, và ở trong đó thì chúng ta cùng thực hiện cái công việc của mình, đó là giáo dục và thấu hiểu để xây dựng được lên cái mạng lưới người tiêu dùng thông minh, người tiêu dùng thay đổi cái thói quen của họ. Và hệ thống đào tạo trong kinh doanh thương mại là một trong những cái hệ thống đào tạo làm sao là đơn giản và dễ sao chép. Đó là một trong những cái mà liên quan đến hệ thống. Và rõ ràng thì tôi cũng có đọc gần đây cũng một cái câu rất hay của thủ lĩnh nào đưa lên, đó là khi mà chúng ta đã lựa chọn kinh doanh thương mại là một con đường rồi, thì cái việc mà kiên trì hành động và học tập chính là phương tiện để giúp cho chúng ta đến đích. Và cũng kết thúc cái phần chia sẻ này thì cái phần hành động thì nó cũng cần phải là thường xuyên liên tục. Và sáng nay xem video clip tôi cũng của chị Phân Nguyệt chia sẻ thì tôi clip nốt ra được một cái câu rất hay, đó là hành động là cầu nối giữa ước mơ và thành công. Đó là một trong những câu mà tôi ghi lại trong buổi sáng khi xem clip này. Và cuối cùng thì tôi cũng xin chia sẻ một cái câu nói của Jack Ma gần đây các thủ lĩnh cũng đưa lên trên mạng thôi, nhưng cũng có thể có rất nhiều người, rất ít người là có theo dõi được của nó trôi đi, hoặc là có ít người đọc những cái tin như thế. Nhưng mà tôi đã ghi lại cái câu đấy và tôi nghĩ là nó cũng rất hay, đó là chúng ta cần đồng đội, đó là những, đó là điều quan trọng nhất. Hãy tìm người thích hợp thay vì người giỏi nhất. Đừng tập trung vào tiền bạc, hãy tìm những người chung lý tưởng. Thì khi chúng ta tìm được những người chung lý tưởng chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được một cái hệ thống, nói như chị Trần Hoa, là một hệ thống phát triển bền vững. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cho Lâm chia sẻ. Xin chào tới các anh chị ạ. Vâng, cảm ơn Vũ Lâm và Tơ Tạ. Phải nói rằng là chương trình, mỗi chương sách của tác giả thì cho chúng ta những bước phần kinh nghiệm. Và cảm ơn cả nhà mình, mỗi sáng mai thức dậy chúng ta lại vào nhau để chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tương tác, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Và bây giờ thì chúng ta có thể mở mic ra được không ạ? Để chúng ta trao đổi nguồn năng lượng với nhau. Vâng, xin mời anh. Chào người nha. Dạ. Chào mọi người.